đang cột những cái nắp chụp. Nắp chụp thì mình cột dây ở phía bên cái mặt cái tay, cái hàng như là mình trút mũ của tay phải thì mình cột dây ở phía bên tay trái, tại vì mình hất qua thì nó nắp sẽ rơi về cái phía bên tay trái. Và khi mình cột cái dây kiềng vô cái nắp á, thì cái mối gút của mình á, nó sẽ nằm phía bên ngoài để cho nó hạn chế cái phần tiết diện bên trong, nó không dướng bên trong. Mình sẽ cột cái mối gút về phía bên ngoài. Đó, đây là cái nắp của bên mình, có dùng chữ khoan lấy mũ bằng khí. Thì cái nắp này mình đã thí điểm từ năm 2019, và trong một năm đó mình thấy cái về vấn đề che mưa và vấn đề về cái cong nó cũng tương đối là nó tốt, hiệu quả. Và đến năm 2020 thì mình chính thức là mình ra mắt cái nắp này. Cái nắp này thì cái phần cầm tay nó là nhám đó, nó giúp cho mình không có bị trời mưa, không có bị cầm nó trơn trượt, và cái bề mặt phẳng để cho nó hạn chế cái mũ dính dơ, vệ sinh nó dễ. Và trong cái đường nắp thì nó có gân để cho mà nó hạn chế cái nước mưa nó vô trong cái nắp của mình, và đồng thời nó đỡ dính vô trong cái chén. Đây. À, khi cột kiềng nhìn cho nắp chụp á, thì cái khoảng cách giữa cái kiềng và cái nắp chóp nó sẽ nằm ở khoảng từ 10 cho đến 12 phân để cho cái khi mà khoan thì nó không quá xa cái nắp chóp của mình. Đó, như thế này là hợp lý. Thì khi mình làm mình có thể dễ dàng mình canh bằng cái ngón tay của mình nè. Thì từ cái đầu ngón tay cho đến cái rõ dưới nè. Thì nó sẽ nằm ở mức là 10 11 phân. Đó, thì mình chọn ở đây thì mình sẽ biết được cái vị trí cái kiềng mình sẽ đặt ở đây. Đó là cái cách dễ nhất để mình đi. Thì tay đàn ông với tay phụ nữ khác nhau, thì tay phụ nữ thì có thể là nó xuống tới mức này chút thêm một hai phân, còn tay đàn ông thì cứ như vậy mà làm thì cũng tương đối là chính xác. Còn không thì mình có thể là dùng cái thước hoặc cái sợi dây gì đó, mình làm vài cái làm mẫu, thì khi đó mình quen mắt thì mình làm rất là nhanh. Còn khi để tiết kiệm dây, khi cột kiềng thì mình sẽ cột cái phần dây dư nó nằm ở đây luôn, để mình cột vô cái nắp để mình sẽ giảm được cái chi phí dây cột. Đó, mình cột ở đây thì khi đó mình cột cái nắp vô nó đỡ cái chi phí cái dây cột kiềng. Thì nhưng mà lưu ý nè, cái hạn như người thuận tay phải á, thì mình sẽ cột cái dây phía bên tay trái, và người thuận tay trái thì phải cột cái dây phía bên tay phải. Cái người rút mũ á, mà thuận tay nào thì mình cột cái dây ngược lại với cái tay của họ, cái tay thuận của họ. Đây đó, những cái năm ngoái nè, những cái mũi khoan ở đây, đây nó lành nè, còn ở trên đây da cây bình thường, không có vấn đề gì về da cây hết. Đó, ở đây cây lá rất là xanh, lá này đã là lá cho mũ rồi. Đây là mấy cái lỗ khoan bắt đầu đùn ra bằng hết, và phần da cây ở trên nó không ảnh hưởng. Ok, rồi bây giờ mình sẽ quay cái thao tác khoan cắm ống và che mưa bằng nắp. Mọi người bắt đầu nhé. Tương đối là nhẹ nhàng. Này không có tay, cái tay này sẽ chia làm này. Cái này phải có một cái túi em cầm, em bỏ túi em móc lên đó, nó nhanh hơn là em cầm trên tay. Đúng rồi, để cầm những cây là bắt buộc em phải bỏ cái tay xuống để em cầm cái nắp lên, em hiểu không? Còn nếu mà em có cái vỏ sách, em mang cái ống trên người á,
Thì lúc mà em dỡ cái nắp lên đó, em không có cần phải chuyển cái khoang em kẹp trên nắp, em chuyển khoang qua khoang tay kia thì tốc độ nó cải thiện đi rất là nhiều. Đúng rồi, mang cái túi, cái túi mà đựng mũ tạp á, mua mấy cái xô nhôm hoặc là xô inox, chơi xô inox vậy. Cái nắp nào á mình làm mình gắn cho nó hở thì nó chưa hở hình bóp này cho nó hở, còn nếu mà lúc đó vội quá đó thì em để cái nắp cấn vô trong thân cây luôn để nó che cho nước nó không vô trong cái vành của cái chén, còn lần sau thì mình bóp cái kiềng lại cho cái chén nó hở ra một chút. Trong cao gì cũng cho không có nổi. Vậy phải để cho cái chén nó hở ra. Mà cỡ thấy phần cao cũng được. Gấp té. Chưa có mưa mình không có ép đâu, chụp chụp vô mấy cái nấm là tự chết. Thở cây nghiêng cái kiềng. Kiềng nghiêng héo cây luôn. Canh dừa 5 ly. Này anh Từ chưa quen rồi. Hồi xưa là xài cá mũ hả? Với lại cái này cái tô mới đầu á mình chưa cắm á. Nó chính xác có trái nó cứng chỗ mình khoan lắm rồi. Vậy là mình đã khoan xong một hàng và ngày mai mình sẽ kiểm tra coi là cái sau một cơn mưa không quá lớn theo dự báo thời tiết vào lúc 3 giờ đến 4 giờ vào sáng mai thì cái hiệu quả của cái che mưa này như thế nào. Đây. Mới khoan đó, vừa mới khoan bộ chân chạy rất nhẹ nhàng chậm rãi nhưng mà rất là bền bỉ, nó sẽ chảy liên tục cho đến sáng. Ok, coi cái hàng đầu lúc mình khoan coi mũ nó chạy chưa. Rồi đèn mang cái rồi đèn theo camera chúng hơi có hù mấy gì đi gấp té. Chủ vườn thì hiện tại đang khoan ở chút xa xa đằng kia. Vẫn đang chạy. Đây. Mũ đang chạy xuống. Thở tét đóng dở rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Đó, vậy thôi. Không có gì hết. Sau khi chút mũ thì mình cũng chỉ cần dở nhẹ ra thôi. Rồi mình mang cái mũ xuống mình trút. Đó. Công việc khá nhẹ nhàng, mình có thể dùng ống dẻo 4 ly, 3 ly rưỡi, 5 ly, 6 ly.
cắm trực tiếp vào, không cần qua đầu nút cũng được. Nhưng mà đây là chủ vườn hồi xưa là sử dụng đầu nút nên là mình cũng sử dụng theo. Cơ hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai để kiểm chứng xem là cái phương pháp che mưa này nó sẽ chống được cái mưa như thế nào. Tuy cái dự báo thời tiết thì mưa nó ở mức 51% thì cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà mình cũng thấy sơ qua được cái hiệu quả. Rồi, xin chào và gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Đây là cái nắp chụp nè. Hôm qua thì mình có làm thử một hàng và có một cái cơn mưa không lớn lắm nhưng mà nó cũng đủ ướt đất, thì hôm nay mình coi là cái che mưa nó như thế nào. Đó, bạn thấy là nước mưa nó có dính đây nè. Đó, ồ cái chén hàng tàn khô ráo nhé. Chén hàng tàn khô ráo luôn. Ok. Đó, các bạn thấy nè. Cái thao tác trút mũ cũng rất là dễ nè. Đó, mình đi mình chỉ cần dứt qua cái là mình trút thôi, rất là nhanh chóng. Đó, nên cái này nó được cái là nó khỏe. Mình đi chẳng hạn như mình thuận tay phải. Đó, mình chỉ cần lấy cái tay của mình ra dứt nhẹ ra, đó. Mình lấy nó bình thường. Tại vì cái này nó sẽ chống dính vô trong cái hành chén của mình. Đây. Đó, mình dứt ra cái là mình trút mũ. Đó, rất là nhanh chóng, không có cái tốn cái công của cái người trút mũ chút nào hết đó. Mình khoan mình đẩy lên cũng rất là lẹ. Đó, và không có một cái mưa nào. Là hôm qua có mưa nè, nước nó dính ở trên cái nắp nè. Đó, mình mở ra mình trút bình thường. Rất là lẹ các bạn. Đó. Rất là nhanh chóng. Và mình khi mà mình gắn mình cũng bỏ vô bình thường. À, bây giờ mình coi tôi ăn trút mũ. Cái này anh chỉ cần dứt nhẹ qua thôi, khỏi cần mở, lấy tay dứt thôi. À, anh thuận tay trái để trút mũ đúng không? Để mình cột ngược lại, nếu mà anh dùng tay này hay kia, anh chỉ dứt nhẹ là cái là anh lấy, không có tốn nhiều công, không có cần phải cầm ở nắp. Anh thấy cái nắp này như thế nào? Dạ. Hôm qua có một cơn mưa nhỏ nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đúng không anh? Hàng tàn, hàng tàn khô rang luôn. Đó, mình cột cái này hôm qua này lộn cột hai cái. Đó, mình cột lại mình dứt nhẹ là xong, rất là nhanh. Đó, lượng mũ ở cây này da cây ở dưới gốc rất là đạt, tại vì một năm trước là nó đã lành cái dây trên cao rồi. Lượng mũ đầu mùa gắm đầu tiên dưới gốc, tại vì bây giờ cái chỗ này nó cao nên chủ vườn giờ xuống ở dưới đây, thì qua một năm cái dây tái sinh ở trên đây là nó lành rồi, nó lành nên cái nó vẫn đạt sẵn một lượng mũ ở dưới đó. Làm một hàng nắp ở bên đây cho anh chủ vườn anh thử cái nắp này như thế nào. Và đây là cái kiểu mà anh chủ vườn anh chế cái nắp cũ. Tại hồi xưa cây này nó cao, bắt buộc sử dụng cái nắp này để cái sợi dây mình nó dài á. Và đây là cái nắp anh sử dụng năm ngoái. Chén năm nay không vệ sinh đúng không anh? Không. Qua hay lá dính tùm lum, giá mũ thấp quá. Là biết làm. Xung quanh vườn mình là sử dụng được bao nhiêu vườn anh nhỉ? Đây vườn này với nhỏ này làm cũng được không ẩu. Dạ. Mai nó cũng chiều nay cũng pha bắt đầu làm nè. Dạ. Năm ngoái là mấy cái vườn xung quanh đây đạt hết. Nhưng mà sản lượng mũ là đạt không anh? Đạt so với vườn này làm thì nó đạt so với cái rừng cạo.
nó chỉ bị cái là cái cong chưa, nó cũng chưa có hoàn thiện cái phần cong kháng làm, đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà qua năm nay thì khỏe được cái là mình có thể làm được cái tầm thấp rồi. Năm ngoái thì tầm cao quá nên vừa cây rất là cao, nó khó.